Rồi, ok, đẩy luôn nè anh em, chơi luôn. Nè, thấy rồi nè. Nóng rồi nè, nóng nè. Ui, còn nữa à. Sao đông vậy, Còn. Đông lắm. Chơi luôn, Ui, yếu rồi. Này. Ui. Gì vậy? Sám xuống, nhảy xuống luôn, chơi luôn. Chơi luôn các bạn. Rồi, hay quá, hay. Nóc ba rồi. Thấy ba thằng. Cứu bạn ơi, cứu bạn. Ok, bắn được đi nha. Bắn được luôn. Từ từ cứu. Bắn đi. Từ từ thôi. Ờ, ba người mà. Bắn luôn đi, còn cuối thôi. Từ thôi. Ui. Ngoài này yếu. Yếu rồi. Yếu. What the hell? Cái gì vậy ông nói? Ba là ba anh em yếu lần một, yếu lần hai rồi đi luôn. Ba là mấy anh điên này thiệt. À, để một thằng căng ba luôn kìa, trừ 28 điểm cây thiệt. Rồi, hello, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình là Thịnh BMW. Đây, hôm nay tiếp tục series mùa mới anh em, season 16. Đấy, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình nha. Bữa giờ ít ra video vì livestream đó anh em. Đây có một xe rồi. Thấy dĩ luôn nha anh em. Sấy luôn nè, cho anh em sấy nè. Mình thì lái xe rồi. Để coi anh em sấy thế nào nha. Chơi luôn. Phù máu. Ui, chưa chết à. Lên. Chơi luôn, đẩy. Trời ơi, bạn trẻ nằm giữa đường. Khỏi da anh em ơi, khỏi da. À, mấy đứa này không được rồi anh em ơi. À, kêu khỏi da mà lúc kìa. Lúc hết vô vẫn chưa khỏi. À, nó mới đi luôn bây giờ nè. Quên hả? À, giờ bo rất đông anh em. Đầu mùa bắn bo rất đông nha. Bắn cảm giác rất là sướng tay. Ở nên là giữ người, anh em lựa vị trí đẹp rồi anh em bắn. Đó, đây nghe tiếng súng nè. Nãy chạy nghe. À, thật cỏ luôn nè, cỏ nè, nằm sấy được anh em. Nằm sấy được nè. Tập trung sấy nè. Ở đây. Nè, thấy không? Hai thằng nè. Sấy luôn nè, cạnh nó sấy nè. 1 2 3. Lên xe. Hai thằng ơi, thấy hai thằng. Nhanh lên. Tập trung nào, lên nhanh. Qua luôn hết gà số nha. Kê đi, chơi luôn. Nét lên đẩy nha. Kê, quá cú à. Nét lên. Rồi, lên luôn. Nét xa lắm. Ui. Còn nha, nó kê ai trong nhà nè, từ, mới nóc 2 thôi. Từ. Khói da lúc độ. Ui. Đông nha, hai thằng. Nghe hai tiếng súng. Lui đi, bắt về tí. Bắt về tí, từ. Cứ khói ra lúc. Watch out. Ok. Khói ra anh em. Khói đi lúc đồ. À, không chịu khói ra lúc đồ nè. Lúc nữa. Lấy nét đi công đó. Bắn X4 nha anh em. Nãy giờ không có X8 nên là giờ có 8 quăng X3 rồi đi. X4 bắn X8. Ui. Từ nha, kê thôi, quan sát coi vị trí nào. Ui. Ở đâu? Ở đâu báo đi. Con vợ chưa? Hello. Nói cửa nào? Nói cửa tầng 2. Cửa chăn bo bắn luôn. Ok, trên núi có kìa, hai thằng nè. Nóc 1 nè. Bể đầu rồi. Đẩy giống nhà. Đẩy giống nhà trước, trên đồi nó cứu rồi. Ui, lấy xe đi kìa. Để trái mày sai. Ui, trên núi nha. Đẩy luôn, bắt thằng bên trái em. Bắt bên trái. Này, nóc nào rồi? Nóc nào rồi? Nó dừng rồi em ơi.
Đi nữa, đi tiếp nè, đi tiếp nè. Đi tiếp nè. Trên đồi nó rồi, trên đồi nó rồi. Ok rồi, trước mặt nó dừng rồi, trước mặt nó dừng rồi. Trước mặt nó dừng rồi nè, để né hết. Watch out. Còn nè. Không còn. Lấy xe đi nè, lấy xe đi nè. Sấy nè, sấy nè, cảnh sấy xe nè. Watch out. Hay 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 hay. Để đây, để đây, để đây. Ok ok, đẩy nhà chẳng luôn. Ui, còn nóc à? Sao team này đóng vậy? Năm thằng rồi. Thôi nha mày. Trời ơi, chưa vừa đẩy à, đẩy lẻ lên nữa. Kẹt gì vào đây? À, đẩy phải đẩy chẵn nha anh em, đẩy lẻ đã gạt dán chịu nha. Lúc đó là hết cứu luôn á. Không có báo được. Không có cứu được, không có cover kịp. À, bắn là phải báo đồng đội, bắn không báo đồng đội là cho lên đường. Đấy, giờ đi bo nè. Cái team này là cái team ở trên núi nè, hai thằng kia trên núi, còn cái team này thằng một thằng ở ngoài, là hai team khác nhau trong khu này đang kê nhau. Ok 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 ok, thấy à, nghe nghe. Thấy mình rồi. Chơi đó. Thấy mình rồi. Đẩy ra trước mặt. Ok, chạy ra, chạy ra. Úi. Sấy. Không gian. Alo. Ok ok, từ từ thôi, từ từ thôi. Đông lắm, đông lắm. Bo này còn 27 thằng, từ từ thôi, coi chừng bị kẹp. Đừng đẩy, đừng đẩy, đừng. Đừng có đẩy. Thủ thôi, kê nhà nè. Nó thọt khói nè, khói nè. Ui, thục ơi. Nó sẽ móc rồi. Ui, trên núi kìa, trên núi, trên núi. Bò vô, bò vô. Ui, sao ẩu vậy? Đã nói bò đông mà. Mình chỉ cần bắn một chỗ thôi anh em. Là bên khác nó nghe tiếng súng nó bắn chéo qua liền. Đó, giống như bắn giải đó. Anh em phải lấy vị trí đừng hở lưng. Nó gạt luôn rồi. Đó, bởi vậy mà đứng trong nhà mình bắn này không? Hai anh em kia đi ra ngoài đồng, đứng giữa đồng luôn, hở lưng liền. Bắn đang bo đông mà đừng có đẩy ra đồng anh em. Đó, mình cứ thủ nhà thôi, mình đâu có hở lưng đâu. Đó, mà đồng đội hở lưng bị nóc hai người liền liên tiếp. Nó gạt luôn hai người. Nóc hai lần. Canh nè, giờ mình đi bo thôi. Đó. Kê nó thôi nè. Ơi, bò nè. Ui, ui gạt hộ, gạt hộ, gạt hộ trên núi, đi trên núi nóc mình gạt hộ. Còn nha. À, vẫn còn hai thằng này, vẫn còn hai thằng. Ui, bò cuối rồi, lấy khói với nét nhiều nha anh em. Bò còn đông lắm, đó, ưu tiên khói với nét. Thấy nè. Nó lút đồ, nó khói ra lút đồ, bò nó. Nó lút đồ. Đó, giờ canh đi bò nè. Đó, tính đường bò, tính đường bò. Ok ok, tính đường bò nè, đi bò nè, tính đường bò, đi bò nè. Đi hẳn không, đi hẳn không. Bỏ đi. Đừng bo, giờ tới mình đi bo nè anh em. Anh em nhìn cái bo nha, phán đoán mình chấm vị trí mình đi bo thôi. Đó. Lấy vị trí là mấy nhà cao tầng nha anh em. Mấy cái nhà cao tầng thì quan sát chứ là mình bắn cover, mình bắn chéo rồi. Ôi, trên núi có người. Vô nhà 5 tầng, vô nhà 5 tầng, vô nhà 5 tầng. Vô nè. Ui, thằng kia sao đẩy luôn mày? Lên 5 tầng bắn qua được á, lên 5 tầng đi. Về 5 tầng đi. Bo đông quá trời. Bo nhỏ rồi. Từ nha, từ. Lấy xe nè, lấy xe đi nè, lấy bút bia đi nè. Từ nha, từ nha, từ nha. Ui. Nóc rồi, nóc rồi. Đẩy rồi. Vẫn còn hết, 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 trên đầu con. Ok, ok, từ. Bò lấy xe qua cứu đi, bò lấy xe qua cứu. Bò vậy, bò vậy. Thấy à, thấy à, thấy à. Ui, nó có ốp, nó có ốp, từ từ. Qua cứu đi. Ừ. Nó đang bò về, nó đang bò về. Nhanh, 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 nhanh. Kê cho, kê cho. Đi. Nè, nè, nó nè. Sảy hả mày? Ui, sao có sống kịp. Trời ơi, nóc tới là 4, 5 gì rồi. Ý là bắn nóc liên tục mà. À, bởi vậy mình kêu đi về đi, không chịu, cứ đẩy qua làm chi vậy? Bo này bị kẹp nè. Bo này còn 20 thằng anh em, bao nhiêu xíu còn 20 thằng mà đi đẩy. À, bởi vậy mình bắn mình kêu giữ người là vậy đó, để mấy cái bo cuối đỡ đỡ hơn, nó rất là đông. Lấy xe về đi, khói 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 lấy xe về, khói lấy xe về, kê chưa? Kê chưa? Khói lấy xe về. Nó lấy xe đi nè, lấy bút bi đi nè. Ok ok ok, đó khói xong mình chạy xe về anh em. Bây giờ mình canh đi bo nè.
À, bò vô rồi. À, bò này còn 19 thằng, mình còn 2 thằng à. Bắn phải giữ người mới mới top 1 được anh em. Bây giờ mình chấm bo nha. Đi phải nè, nghe tiếng súng bên trái thì phải đi phải, chứ không mình đủ người thì mình còn đẩy. Đó anh em đi, anh em lựa lựa mấy chỗ có backup đó nha, núp vô được. Đó, vừa đi vừa kê, kê vô mấy cửa sổ nhiều tầng á. Đó, như cửa sổ nè, giờ băng qua đường nè, nhưng mà một người đi qua trước đi. Qua trước đi, qua trước đi, kê cho. Đó, một người kê, một người đi. Xong qua mình đi tiếp, chứ để hai người đi là nó sấy, lúc đó trả đam không kịp. Kê cửa sổ chắc ăn anh em, đi từ từ vô bo nè, thấy chưa? Luồn lách vô. Giờ canh bo vô đi tiếp. Đó, bo chút xíu à, mà còi tới 15 thằng lận mà mình còn có hai người à. Bắn bởi vậy phải giữ cẩn thận, giữ người. Ồ, xe tới nè. Nó qua nó qua. Đi luôn, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Nhà trắng, nhà trắng. Ok, ok. Ok, giờ giờ đi phải nè, đi phải nè, bo nè. Đó, giờ chấm đường bo đi phải nè, đi ra sau nhà nè, đi sau nhà nè. Như là gì mới cùng giờ. Đi sau nhà nè. Đó giờ mình luồn qua, đi qua phải, đi đi sát vô mấy cái vị trí mà có backup nha. Có gì nó sấy mình né vô kịp. Mình bơm máu hoặc là trả đam. Chứ để nóc đi giữa đường nóc gạt luôn nè. Đó. Rồi rồi, bắn nhau đi 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 đi. Bắn bên trái giờ mình đi bên phải. Đấy. Cứ đi vô mấy nhà này đường luồn vô. Bây giờ nè, liều bình nè, bay qua. Luồn lách, vô tới tâm bo luôn là ngon. Đó. Luồn đi. Nó bắn rồi kìa. Luồn đi chặt luôn. Lấy nhà trắng được không? Lấy nhà trắng được không? Đi qua nhà trắng luôn. Chết đi, chết đi. Để coi nó đây. Được, được, được. Ok, ok, qua luôn, chiếm luôn, chiếm luôn, tâm bo, tâm bo, tâm bo. Qua nè. Ok, ok. Rồi nó bắn nhau bên kia rồi. Lên. Nhà trắng ông nọ luôn. Tâm bo, tâm bo. Đó, bởi vậy mình canh mình lựa thời điểm nha anh em. Nó bắn nhau á, mình đi bo, lúc đó nó sẽ không có kê mình đó làm sao. Ui, nó bắn ghê trời. Đó, tụi Malay Indo đầu mùa là tàn liên server không? Mình không biết là sao cái mùa. Ui. Gạch đỏ có nha. Cái mùa này mình không biết là sao mà nó liên server không anh em. Bắn chục trận là hết 9 trận liên server rồi. Rất hiếm trận gặp Việt Nam. Ừ, nó công nhau à. Ui, sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng. Sau lưng nè, ngoài bo nè, ngoài bo nè. Mark the location. Mình 5 tầng có luôn nha, 5 tầng có luôn. Kê ngoài bo trước. Ui, nó cầm nhau rồi. À, thấy nè, thấy nè. Rồi, li 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 li, hàng sau rồi. Còn bên 5 tầng. Ồ, nó cũng mới li rồi. Ở bên gạch đỏ cũng có nè, còn 2 trái. Chia 1 trái đi. Thôi, chia gì chia, không giữ, không đi lúc mà kêu chia. Thôi, giờ thủ thôi, đợi bo thôi. Đó, bo qua nhà chân đỏ anh kia là thua luôn á. Đó, bo này còn tới 8 thằng lận. Ui. Trên nóc kìa, trên nóc kìa. Trên nóc bắn, trên nóc bắn. Bọn này trên nóc rồi. Hai thằng luôn. Thằng ốp thằng ốp. Ui, nó đẩy, nó đẩy, nó đẩy. Nó đẩy qua nè, nó đẩy qua. Từ, 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 khói, khói, khói rồi đã. Từ. Lên. À gắt quá anh em ơi, ba thằng cứ đẩy vô nhà rồi. Giờ ngoài bo hết rồi. Nó bo đó. Ui bo qua bên kia luôn. Ôi, xong luôn rồi. Bo qua bên kia rồi. Ba thằng dưới chân nhà, ba thằng bên kia nữa. Là 6 thằng rồi, mình 28 đủ rồi, đủ rồi. Chụp bộ nổ tao luôn rồi. À, nó chụm luôn rồi. Nó đứng bển nó chụm rồi, đứng trên nóc nữa chứ. Luôn, trên nhà luôn. À, giờ bơm máu ngoài bo hay là đi bo đây? Sao mấy cái bộ cục khùng gỗ hay cây trắng đó. À, giờ mình phải nóc được mấy thằng bên đây mà mấy ba thằng ở dưới nữa, giờ đâu có nhảy xuống được đâu. Nhà cũng đường què đấy. Nó đẩy qua đường rồi, qua đường rồi nè. Qua đường rồi. Ui nó khói đầy nhóc luôn, nó khói đầy nhóc luôn. Ui. Ui nó bắn mình. Không ổn rồi. Ui ai nét vậy? À, bò vô rồi. Đẩy đi bò, đẩy bò, tao máu bò, tao máu ngoài bò. Chứ giờ đẩy xuống cũng chết à. Bò, bò bắn đi, bò bắn đi, tao bơm máu, từ. Hồi xong. Ở nghe là biết rồi. Ồ, trên nóc nè, trên nóc nè, trên nóc còn thằng nè. Ăn đường này, ăn đường này. Li hết đi, li hết đi, li hết đi, ăn đường này. Đụm mệnh nữa kìa. Bò kìa, bò cuối mà còn vậy đó anh em. 4 thằng nữa.
cái máu cuối rồi, ăn được này nè. Ok ok. Con bá, con bá, con bá. Ngon. Ôi xong rồi. Ôi định mệnh cái này phải không? À định mệnh thiệt, răng đầu mùa đó, nó gắt lắm. Ôi nó cầm một bốn ở đây, ốp đây nữa nè. À, nó có một chấm mấy thôi mà nó đông quá, giờ bo khó quá, đi không được. Hai thằng trên nóc nhà nữa, mình nhảy qua nó cũng bắn, mình nhảy xuống cũng bắn. M2 cũng chín luôn. Anh em thấy không? Răng đầu mùa nó gắt vậy đó, mình bắn phải cẩn thận, giữ người tới bo cuối, thiếu người khó xử lý lắm. Đấy, nên bắn phải cẩn thận. Đấy, bắn trận cộng có 16 điểm à. Cay lắm anh em, mà trừ cái là 40 điểm, 50 điểm. Buồn lắm, nên là phải dán giữ điểm thôi, dán cày điểm đầu mùa là nó cộng ít điểm lắm. Bắn ít kill nữa, nên là anh em phải dán giữ nha. Rồi, làm thêm trận mới nha anh em. Thêm trận mới nè. Đấy, thêm trận mới với đồng đội nè. Ôi, nãy em bắn bên kia. Còn hai thằng đẩy không? Đẩy luôn anh em ơi, chơi luôn hai thằng này đi. Còn hai thằng thôi, đây lia hai à. Ồ, qua đường nè, qua đường nè, qua tới đây à. Đẩy luôn không? Chân đỏ nè. Cái nhà nhiều lỗ quá. Chơi luôn em. Đó, mình lấy xe tổng hẳn luôn. Bốn người. Đó, bốn người tông thì ăn hai thôi. Dễ mà. Chạy sau nhà một rồi. Đi à. Nhìn trước mặt, trước mặt. Ổn áo mình em. Ổn áo không? Ờ, sải trên xe luôn. Đua xe bắn súng đó. Cái đó cái này gọi là đua xe bắn súng nha. Vẫn còn nha, vẫn còn nha. Trên núi à? Núi à. Ui, vô nhà, vô nhà. Xem mệt, bốn thằng đứng chỗ lúc 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 cho chém mệt thì xong luôn. Nhà đỏ ai vậy? Ok anh em. Mà trên núi nó quăng xuống đó. Ui, bên đường rồi. Mấy con công. Quăng sâu cho bạn. Mark the location. Rồi, để khói, khói, khói công đi. Từ 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 từ, khói đi, khói đi, khói. Qua luôn, qua luôn, qua luôn. Chơi luôn. Đi, đi. Chơi luôn nè. Sao nhà, sao nhà? Trong nhà nè. Watch out. Trong nhà, trong nhà. Ôi lia, hay rồi. Được của nó anh em ơi. Đó, anh em chơi phải tập trung gì nha. Dán kiếm trận cấp 1. Có xe 2 xe luôn. 2 xe luôn anh em. Lấy cái núi này. 2 xe luôn. Lấy cái núi này móc lên 2 xe lần. Ui ui. Ui ui. Gì đây anh em? Gì lên đây? Lên luôn. Đó, đưa cho bò lái xe nguy hiểm quá. Lên nè. Lên luôn, lên luôn. Tập trung sấy nha, tập trung sấy nè. Đúng rồi. Nằm sấy chung. Kìa 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 kìa, đông rồi, đông nè. Nè, nằm nè, nằm nè. Đẩy kìa. Sấy trước thằng, sấy trước thằng. 1, 2, 3, thằng cam nè, lấy thằng cam. Ui, lắc đòi, ơi, xuống 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 xuống. À, biết chơi nha, trả đam nha. Chơi, biết chơi nha. Em thấy không? Nó biết chơi đó, nó chả đam đó. Với lại chỗ đó nó lắc đòi rồi, mình sấy mình gắm vô tường bị hết rồi. Nó bị kẹp, nó bị kẹp. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ba thằng nha, ba thằng. Ui. Nóc một kìa. Lắc đòi anh em ơi, nè, anh em coi nè. Thấy chưa? Cái hình viên đạn nó cắm vô núi là lắc đòi đó. Lắc đòi. Ui, phải có nè nha anh em. Dưới khu nhà, dưới thính, dưới thính. Lắc đòi rồi. Lắc đòi rồi. Ôi. Ôi địt còn mẹ mày. Tìm nó, tìm nó. Qua 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 cú, qua cú, qua cú, qua cú. Cú đi, tao xuống, tao xuống khu nhà ok. Giữ nha, xuống nhà bắn chéo là mới được, nó bị lắc đòi. Đó mà xuống nhà mình kê lên à. Đó, kê lên cho đồng đội đẩy. Thấy nè. Bảy đầu rồi nè. Bảy đầu. Một đầu một người. Trong khói còn, trong khói còn. Yếu à. Nét vô, nét vô. Ở đâu, ở đâu, chưa thấy. Lia kìa, lia kìa. Lia kìa. Gạt, 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 gạt. Gạt hai rồi, gạt hai rồi. Ok. Trong khói rồi nè. Mark the location. Ui, đâu vậy? Này bạn ơi, cứu 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 đi, cứu đi. Cứu đi, cứu đi, cứu đi, cứu đi. Đây dưới đây kê được. Cứu cứu có vợ. Ở dưới đây mình kê được. Nó bên kia núi hả?
Chúc cô vào, chúc cô vào, chúc cô vào, chúc cô vào. Không sao, cứu đi bình thường. Tỉnh. Ôi, đi à? Đi à? Chưa. Đi hai xe luôn, đi đi. Mày đi luôn anh em, mình lia xong rồi mình đi bo. Đó, lia xong rồi đi bo. Không, không gạt được, bắn. Bắn ở dưới, bắn hết nguyên người luôn á. Mấy bọt cuối mà còn đông anh em, đi hai xe lấy bít cúp nha. Đó, lấy bít cúp với là đẩy vô từ từ, một người đẩy một người kê. Đó, đỡ bị sấy, với lại sấy thì còn xe lắc đi bo tiếp theo. Ok. Trời ơi, anh ơi, xong mặt nó đang công nhau, anh ơi. Nhà trong nhà phải không? Khu nhà đang công nhau kìa. Thấy. Ui, trước mặt anh em ơi, trước mặt tôi. Đây, trước mặt. Đẩy luôn nè, một hàng. Sao cây. Ok. Trong nhà còn nha. Mark the location. Ép luôn, kêu khu nhà. Ui, trước mặt. Ui, nó rồi, bỏ vô. Thích, ok, lên luôn bạn. Chơi luôn. Nóc rồi nè. Nóc 2. Nóc 2 rồi. Ui, xong rồi. Bài, yếu. Ok, máu cái nhà. Nó ở đâu vậy? Ui, cứu không kịp rồi. Thấy là tao một máu từ từ. Vina bắn được. Giáp bò hết cứu kịp. Ok, để qua cứu cái. Ui, đâu vậy? Còn mấy. Watch out. Ok, đẩy luôn. Mark the location. Thôi. À, giáp kìa. Anh em nhìn giáp kìa. Từ. Ông bắn lúc rồi. À, anh em nhìn giáp kìa, hên là đồng đội báo vị trí á, mình còn kê tâm sẵn á, chứ không là nó ăn mình chắc luôn rồi. Từ, máu cái qua cú. Khỏi đi, tôi chạy qua luôn nè. Nó đang chạy về nè. Tao chạy cho, quăng khói đi. Đã kêu đằng sau có thằng rồi. Còn cuối thôi. Thôi nhập bên xí. Thấy rồi, tôi thấy rồi. Tôi nhập bên xí nào anh ơi. Còn cuối thôi. Chơi luôn, lên luôn. Mình kê bạn ơi, mình kê nha. Bạn lên luôn, đây nè. Để xin. Còn giáp rồi này, mình chơi tao này. Tôi cũng không có giáp đâu. Tôi còn. Nó còn kìa. Tôi cũng không có giáp đâu nha. Kê cho. Sau nhà. Kê cho, đừng đẩy ẩu nha. Để cho đẩy đi. Tôi kê rồi. Tôi hết máu nha, tôi đang kê thôi. Tôi đang kê trái phải đều kê được. Đi phải bắn thì nó sao nhà hay đâu? Sao nhà yếu máu. Ok, tôi kê. Bị vô. Nó bị vô anh em ơi. À, mình đọc kê sẵn rồi. Đó, cho một đội đẩy qua mình kê thôi. Nó bị vô. Của nó anh em ơi. Đó, có những trận gắt vậy anh em phải bắn cẩn thận giữ người chứ không là thua anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem tới hết video nha. Và nếu anh em thấy hay thì anh em nhớ nhấp vào like cái video này để ủng hộ mình nha. Chỉ cần like video và xem video này thôi. Rồi, anh em đây là Facebook của mình. Anh em có thể lên follow đó để xem những bài viết của mình hay là bất cứ cái gì đó chẳng hạn. Rồi, đó cũng như cái fanpage mình sẽ livestream buổi trưa ở trên fanpage này nha anh em. Anh em nhớ bấm vào theo dõi nha. Theo dõi fanpage và like fanpage này giúp Thịnh nha. Đó, cho nó lên nhiều, mốt mình sẽ livestream trên Facebook nha. Cả hai luôn, Facebook và YouTube luôn. Đấy, đây là fanpage của mình. Anh em nhớ nhấp vào đúng cái fanpage này, bấm follow nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và anh em cũng đừng quên nhấp vào cái YouTube. Đó, anh em đăng ký kênh, anh em bấm vào tất cả, xem tất cả. Đó, thông báo để khi mà mỗi lần mình like á, nó sẽ hiện lên nha. Đó, mỗi lần like nó sẽ hiện lên để anh em có thông báo để anh em nhấp vào xem like của mình. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Đây là video mới nhất của cái mùa season 16 này. Thì anh em nếu thấy hay thì anh em nhớ cho mình một subscribe và một comment nha để ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn mọi người.